Drop it. Hello, xin chào tất cả các anh chị, lại là Nam Đạp. Thì nội dung trong video ngày hôm nay, Nam sẽ giải đáp tất cả các thắc mắc của anh chị về những vấn đề liên quan tới ổ khóa thông minh Smart Key được trang bị trên những dòng xe của Honda Việt Nam hiện nay. Thì hầu như tất cả những dòng xe tay ga của Honda Việt Nam đều được trang bị khóa thông minh Smart Key rồi anh chị, ngoại trừ một số dòng xe số phổ thông cơ bản là vẫn còn sử dụng chìa khóa cơ thôi. Thì đối với những dòng xe tay ga mà được trang bị khóa thông minh hiện nay, ví dụ như là Honda Lead nè, Honda Air Blade 125, 150 nè, Honda SH Mode nè, thậm chí là SH 350i nè, SH 125i, 150i nè, vẫn được trang bị khóa thông minh Smart Key ha. Honda Vision nè, khóa thông minh Smart Key nè, và mới đây nhất, gần đây nhất đó chính là Honda Winner X từ V2 lên V3, mẫu V3 hiện tại đã được trang bị khóa thông minh Smart Key rồi nha anh chị. Còn lại những dòng xe số phổ thông vẫn sử dụng chìa khóa cơ, ví dụ như là đây, ví dụ như là Honda Wave Alpha nè, Blade nè, Wave XFi nè, Fuji nè, là 4 cái mẫu xe này vẫn còn chìa khóa cơ nha anh chị. Còn trong tương lai thì không biết Honda có cải tiến về khóa thông minh hay là không, thì chúng ta cùng chờ đợi ha, từ Honda Việt Nam. Riêng cái dòng Super Cup là cũng được trang bị khóa thông minh Smart Key rồi nha anh chị. Hiện tại thì chỉ có 4 cái mẫu xe này là trang bị chìa khóa cơ thôi, còn hầu như là tất cả những dòng xe còn lại đều được trang bị khóa thông minh rồi. Thì Nam sẽ quay sơ lược một vòng về một vài ổ khóa trên xe cho anh chị xem ha. Ví dụ như ổ khóa thông minh của chiếc xe Honda Vision nè. Đó, anh chị xem những cái ổ khóa của chiếc xe này có gì khác với ổ khóa của chiếc xe kia hay không ha. Thì đối với những anh chị mà đã tìm hiểu về cái khóa thông minh Smart Key, đã sử dụng nó rồi thì không còn gì để nói hết anh chị. Còn những anh chị nào chưa trải nghiệm, chưa biết về ổ khóa này, hoặc là mới sử dụng lần đầu còn hơi bỡ ngỡ á, thì ngày hôm nay Nam sẽ hỗ trợ anh chị ha, giải đáp những câu hỏi liên quan về ổ khóa này cho anh chị sử dụng xe một cách là thoải mái và yên tâm nhất nha. Đây là ổ khóa thông minh của chiếc Honda Lead nè. Vì sao Nam lại quay từng ổ khóa của từng loại xe cho anh chị xem? Vì Nam muốn anh chị thấy là hầu như tất cả cấu tạo của những ổ khóa này đa phần đều giống nhau nha anh chị. Đó, còn nếu như anh chị nào đã quá rành về cái ổ khóa này rồi thì vui lòng bỏ qua video này giúp Nam ha. Và Nam vẫn hy vọng rằng video này sẽ giúp ích được anh chị nào đó về những vấn đề liên quan tới ổ khóa thông minh này. Giờ Nam sẽ quay trước ha, cho anh chị xem ha. Đây là ổ khóa của SH Mode nè. Đó, rồi sẵn quay cho hết luôn. Đây là ổ khóa thông minh của chiếc xe SH 350i nè, xe này xe Việt Nam nha anh chị. Đó. Rồi, Nam sẽ lấy một chiếc xe mẫu làm demo ha. Không thể nào quay từng chiếc cho anh chị xem được rồi, giới thiệu từng chiếc được, mà Nam sẽ làm mẫu một chiếc thôi. Đây là chiếc SH 150i nè, xe Việt nha. Rồi, quay ổ khóa trước rồi đã. Đây. Đó, đây là ổ khóa của chiếc SH 150i nè. Rồi, một cái vấn đề đầu tiên mà Nam muốn chia sẻ với anh chị khi anh chị đi mua xe mà sử dụng khóa thông minh Smart Key, đó là bộ remote. Đi mua xe, vấn đề đầu tiên nhất đó là phải kiểm tra bộ remote của chúng ta gồm có 6 món nha anh chị. Hai cái miếng thẻ trắng trắng này nè, hay còn gọi là thẻ ID đó anh chị. Đây có những cái mã số nè. Hai cái cây này là hai cái cây mở yên khẩn cấp phải có nha. Và đặc biệt là hai cái remote chính của xe để xây cua, một cái sử dụng, một cái xây cua khi cần thiết nha anh chị. Phải giao đủ 6 cái này, còn thiếu một trong những món này thì không nhận xe. Nếu như đại lý giao không đủ, phải giao đủ thì mới nhận ha. Đó là đúng cái xe của chúng ta hiện nay là phải có 6 cái này nha anh chị. Rồi, cái thứ hai Nam muốn chia sẻ thêm với anh chị trước khi vào vấn đề đó là cấu tạo của ổ khóa. Thì cấu tạo của tất cả các ổ khóa thông minh hiện nay đa phần đều giống nhau. Có vị trí chữ Y là vị trí mở điện xe chạy nè. Cái vị trí ngay mũi tên nhỏ nhỏ này nè là vị trí mở yên, mở nắp xăng. Vị trí chữ O là vị trí tắt hết khi chúng ta không sử dụng xe. Vị trí bên đây có ổ khóa là vị trí khóa cổ nha. Nó chỉ khác biệt một tí về bên cái nút nhấn kế bên cái ổ khóa này thôi. Ví dụ như đối với những dòng xe có cái nắp bình xăng nằm phía trước xe, ví dụ như SH 125, 150, Air Blade, Honda Lead, thì sẽ có thêm cái nút ở trên này, Fuel nè, là cái nắp nhấn, cái nút này là để mở cái nắp xăng ở phía trước. Đó. Còn những chiếc xe mà có cái bình xăng nằm dưới yên, ví dụ như là Winner X nè, SH 350i nè, Vision nè, thì không có cái nút trên này, nó chỉ có nút mở yên thôi. Tại vì mở cái yên lên là cái nắp bình xăng nằm dưới yên rồi. Đó, nó chỉ khác biệt một tí chỗ này thôi, còn lại là hầu như là y hệt nhau nha anh chị. Remote cũng vậy luôn, một bộ remote cũng giống vậy luôn, cũng 6 món giống vậy luôn. Có điều cấu tạo của từng loại xe thì có thể khác nhau, ví dụ như có xe có tính năng chống trộm, có xe không có, thì chuyện bình thường nha anh chị. Video này Nam không hướng dẫn cách sử dụng ha, mà Nam chỉ giải đáp những thắc mắc của anh chị thôi. Rồi, vấn đề đầu tiên nhất mà anh chị quan tâm nhiều nhất luôn, đó chính là khi mình không chạy xe nữa, mình tắt cái ổ khóa này về cái vị trí mũi tên chỗ này đây đó, thì xe có bị hết bình ắc quy hay là không? Thì Nam trả lời câu hỏi này như sau: ngoại trừ cái vị trí chữ Y này, mở điện xe để chạy đây đó, mở điện xe để chạy là vị trí chữ Y này đây, thì tất cả những vị trí còn lại, mũi tên nè, mở yên mở xăng nè, chữ O là khóa cổ luôn nè, là ba cái vị trí này đều không ảnh hưởng gì bình ắc quy hết. Tuy nhiên mỗi cái đều có cái riêng của nó, ví dụ như anh chị tắt về vị trí mũi tên thì nó không hết bình, nhưng mà chứ anh chị để những cái tư trang trong cấp xe thì người khác lại nhấn cái nút này thì có thể mở yên lấy đồ trong cấp xe được nha. Đó, nhưng không hết bình, không ảnh hưởng gì bình hết, anh chị cứ yên tâm 100%. Rồi còn cái vị trí khóa cổ thì cũng không hết bình luôn nha anh chị, ba vị trí này đều không ảnh hưởng gì bình hết quy, chỉ duy nhất cái vị trí mũi tên mở điện xe để chạy, nếu như anh chị không sử dụng nữa mà không vặn về một trong ba vị trí này thì sẽ hết bình ắc quy ha, 100% sẽ bị hết bình ắc quy. Rồi câu hỏi thứ hai đó chính là không biết tại sao chiếc xe mới mua về mà cái ổ khóa này lúc đầu nó màu xanh, rồi một thời gian sau, vài ngày sau, không biết sao tự nhiên lâu lâu cái nó có cái nháy đỏ. Đây làm sao ví dụ cho anh chị xem ha. Đó, lâu lâu nó có cái nháy mà đèn đỏ như thế này nè, đó là nó bị gì? Điện thoại nhắn tin cho Nam hỏi là không biết xe bị gì. Thì khi mà anh chị cài đặt cái tính năng chống trộm á, thì chiếc xe của chúng ta cái ổ khóa chỗ cái viền này nó mới nháy màu đỏ nha. Tuy nhiên thì có xe không nha anh chị, cái viền đèn ổ khóa này nè. Đó, thì anh chị cài chống trộm thì nó mới có cái nháy cái đèn đỏ đó. Còn nếu như chúng ta tắt cái tính năng chống trộm thì cái đèn này không nháy. Ví dụ như cài chống trộm rồi nháy đỏ nè, tác động vào xe báo động nè. Chị thấy không? Đó. Còn nếu như chúng ta tắt đi cái tính năng chống trộm thì cái ổ khóa này nó sẽ không còn nháy đỏ nữa. Đây. Đó là nó bình thường. Rồi câu hỏi tiếp theo đó chính là có một số anh chị không biết sử dụng cái tính năng chống trộm này, tắt chống trộm tắt sao, ví dụ cài đặt chống trộm nè, bấm cái là cài chống trộm rồi đó, nhưng mà không biết tắt, ví dụ như tác động vào xe nè, tác động vào xe, xe báo động đó, kêu sùm trơn á, bấm remote thì nó tắt, bấm remote thì nó tắt, nhưng mà đụng vào xe nữa nó cứ kêu nữa đó, rồi không biết tắt làm sao. Thì đối với những cái ổ khóa thông minh mà tích hợp hai cái tính năng trong một thế này, thì nếu như anh chị muốn tắt cái tính năng chống trộm này á, thì chúng ta nhấn vào ổ khóa một cái. Nếu như muốn nhấn vào ổ khóa thì cái biểu tượng chìa khóa này mở nguồn xe phải là màu xanh nha. Chúng ta lại nhấn vào ổ khóa một cái là nó sẽ tắt luôn cái tính năng chống trộm, là không còn chống trộm nữa nha anh chị. Đây. Không còn tính năng chống trộm nữa. Rồi một câu hỏi tiếp theo nữa, có một số anh chị hỏi Nam là khóa thông minh này có khóa cổ được hay là không? Thì Nam sẽ trả lời cho anh chị luôn, xe khóa thông minh nào đều cũng khóa cổ được hết nha anh chị. Thì hầu như tất cả những dòng xe hiện nay chỉ khóa cổ theo một chiều bên tay trái thôi, không có khóa theo chiều ngược lại được nha. Khóa cổ thì chúng ta sẽ xoay về bên cái hướng có cái ổ khóa nè. Đó, chúng ta nhấn vào, vừa nhấn vừa xoay ha, qua đây là vị trí khóa cổ nè. Đó, anh chị thấy không? Cổ đã khóa rồi. Còn nếu như muốn mở cổ thì cũng giống như vậy luôn, vừa nhấn vào vừa xoay xuống, nó giống như cái chìa khóa, anh chị nhấn vào cái khóa cổ được ha. Đó là cái cách mà chúng ta khóa cổ xe. Rồi Nam nhớ tới đâu thì Nam nói tới đó nha anh chị, nhiều khi nhiều câu hỏi quá Nam nhớ không hết. Rồi có một số anh chị nói là bây giờ cái remote này nếu như lỡ mà thất lạc mất thì sao, có đặt mới được hay là không, hay là phải bỏ xe luôn. Có số anh chị hỏi những câu hỏi rất là dễ thương, thì Nam trả lời luôn ha. Mình có hai cái remote, ví dụ như lỡ thất lạc một cái thì anh chị lấy cái xe cua ra sử dụng. Còn nếu như anh chị nào muốn đặt thêm một cái remote nữa vẫn được nha anh chị. Anh chị vào những cái đại lý Honda gần nhất, anh chị đặt một cái như thế này, một cái như thế này có giá thành tầm khoảng 700 tới 800, tùy theo từng cửa hàng, tùy theo nơi bán nha anh chị. Đó. Rồi đặt về như thế này nhưng mà chưa xài được nha. Ví dụ như chỗ nào có hàng sẵn thì chúng ta lấy luôn, còn chỗ nào chưa có hàng sẵn thì chúng ta chịu khó chờ đợi 1 tuần 2 tuần gì đó tùy theo nơi bán. Rồi đặt về người ta giao mình một cái giống vậy nhưng mà không có xài được đâu. Phải đưa cho thợ cài vô chiếc xe mới xài được, chứ đặt về 10 cái cũng không xài được nha anh chị. Rồi có một số anh chị nói là bây giờ tôi không có cái mã ID trắng trắng này nè, không có thì làm sao mà cài remote mới vô xe được. Thì chỉ cần anh chị còn một cái remote cũ đang xây cua đó, có hai cái mất cái còn cái, thì anh chị đặt cái remote mới, anh chị đưa luôn cái remote cũ của xe, cái xây cua đó vẫn là cài được bình thường. Còn khi trường hợp mà anh chị mất hết luôn, mất hết hai cái remote luôn, mất hết mã ID luôn, thì có cài remote mới được không? Thì cái trường hợp này thì nó nặng hơn tí nha anh chị. Trường hợp này á thì anh chị đầu tiên là anh chị phải đặt một cái remote mới, rồi sau đó đem chiếc xe mà bị mất hết remote ID đó, thì chúng ta đem chiếc xe đó vào head hãng gần nhất cho người ta đọc cái mã số ID, người ta lấy lại cái mã số ID này lại để người ta cài remote mới cho anh chị nha. Vẫn sử dụng được nha anh chị, vẫn cài được nha, chứ không phải là mất hết là bỏ xe luôn nha, là không đúng nha. Mất hết thì đem xe vào hãng cho người ta đọc mã ID, lấy mã ID lại, nhưng mà cái này có phí nha anh chị. Rồi có một số anh chị hỏi Nam một câu hỏi tiếp theo như thế này, đó chính là bây giờ mà đang đi trên đường mà lỡ rớt mất remote mà tới nơi tắt khóa rồi thì làm sao, có cách nào chạy về được không, hay là phải bỏ xe đó chạy về nhà lấy cái xe cua ra sử dụng tiếp? Nếu như anh chị ở gần thì về nhà lấy cái xe cua là chuyện bình thường. Nếu như anh chị đi du lịch khoảng cách nhà khoảng chừng 100 cây số thì sao về lấy, thì chúng ta có thể nhập cái mã ID này vô chiếc xe này để mở xe lên chạy trong trường tình huống mà mất remote. Thì Nam không làm lại nha. Anh chị nào muốn biết cái cách nhập thế nào thì có thể vào kênh của Nam để xem lại ha. Cái cách nhập mã ID của chiếc xe SH 125i cho 50i với chiếc xe SH Mode 2022 là hoàn toàn giống nhau nha anh chị. Còn Vision 21 với 22 cách nhập cũng giống nhau luôn. Thì anh chị nào muốn biết thêm về vấn đề mà mở xe khẩn cấp khi mất remote đó, thì vào kênh tham khảo nha, để tiết kiệm thời gian cho anh chị. Rồi một câu hỏi tiếp theo nữa mà khách hàng hay hỏi Nam, đó chính là bây giờ anh chị lỡ để quên cái điện thoại và cái bóp tiền trong cốp xe rồi mà giờ không có remote, rồi sao lấy ra, giờ có cách nào lấy ra hay là không? Thì đây chúng ta sẽ dùng đến cái thanh mở yên khẩn cấp. Xe sử dụng khóa thông minh Smart Key thì tất cả đều được trang bị cái que mở yên khẩn cấp này nha anh chị. Tuy nhiên cái que này của chiếc xe nào thì mới mở được chiếc xe đó nha. Còn lấy chiếc xe này mà mở chiếc xe kia là không mở được nha anh chị. Thì tùy theo mỗi chiếc xe mà chúng ta sẽ có cái cách mở khác nhau ha. Thông thường là nó sẽ nằm kế bên cái ổ khóa thông minh nè. Ví dụ như chiếc xe SH này thì đây, nó nằm vị trí này đây. Bên đây có cái lỗ nhỏ nè, anh chị nhấn vào một cái là nó văng cái nắp này ra nè. Đó. Rồi, bên đây sẽ có một cái lục giác nè. Nó hơi tối ha anh chị thông cảm nha. Đó. Có lục giác đó. Anh chị chỉ cần đưa cái lục giác của mình vô ngay cái này. Anh chị gặt xuống một cái là yên nó sẽ nhảy lên, chúng ta sẽ lấy đồ ra. Nó chỉ mở yên được thôi, mở cốp xe lấy đồ ra thôi, chứ không khởi động xe được nha anh chị, lưu ý nha. Rồi một điều lưu ý là khi mà anh chị gặt xuống để anh chị mà mở cái cốp xe lên rồi á, thì anh chị nhớ gặt lên lại rồi hãy rút ra. Nếu như chúng ta gặt xuống mở yên rồi chúng ta rút ra thì chúng ta sẽ không khóa yên lại được, đẩy hoài luôn cái yên không gài lại được. Chúng ta phải gặt lên rồi chúng ta rút ra thì chúng ta gài cái yên lại mới được nha. Đó, thì mỗi xe thì có cách mở khác nhau ha. Đó, lắp lại là xong. Rồi một câu hỏi nữa mà anh chị khách hàng hay hỏi Nam, đó chính là tự nhiên chiếc xe vẫn sử dụng bình thường, tối chạy về đậu đó bình thường, hoặc là nãy thì uống cà phê về đậu đó bình thường, mà sao giờ bấm nó không lên gì trơn, không kêu không gì trơn là sao? Thì có nhiều lý do ha anh chị. Nhưng mà lý do phổ biến nhất và hay xảy ra nhất khoảng 99% đó chính là chúng ta quên tắt cái ổ khóa xe này. Tại vì chân chống bên là chân chống điện, anh chị đang chạy xe, anh chị về tới nhà anh chị đá chống bên cái kịch xuống là máy nó tắt, mà anh chị quên tắt cái khóa này, giống như Nam nói câu hỏi ban đầu vậy đó, quên tắt nó về để vị trí chữ Y là nó hết bình. Mà khi chiếc xe hết bình rồi là anh chị không có làm gì được, bấm remote nó không có tác dụng gì hết. Đó. Rồi câu hỏi nữa đó là khi mà chiếc xe đang mở máy thế này nè, đang mở thế này nè, thì bấm remote có được không? Bấm tắt remote. Đây, bấm tắt remote thì nó không có tác dụng nha anh chị. Nếu như xe đang nổ máy thì anh chị bấm remote nó không có tác dụng, bấm đỏ nó cũng không có tắt máy được đâu. Nhưng mà anh chị mở điện lên mà anh chị chưa nhấn nút khởi động mà anh chị bấm vào màu đỏ thì xe sẽ không khởi động được nha. Đó. Còn nếu mà đang chạy là bấm nè, bấm màu đỏ là xe vẫn chạy được bình thường, đang nổ máy thì xe vẫn chạy được bình thường. Bấm tìm xe, bấm chống chợ, bấm không được. Khi chúng ta tắt khỏi vị trí chữ Y thì mới bấm remote có tác dụng nha anh chị. Đó là một điều lưu ý ha. Nhưng mà khuyến cáo khi đang chạy xe không nên tắt cái biểu tượng remote này sang màu đỏ nha, không nên khóa điện lại. không nên nha anh chị. Đó. Rồi chúng ta cứ để màu xanh, khi nào chúng ta không chạy nữa chúng ta tắt qua màu đỏ, không sao hết á. Rồi thì đó là tất cả những câu hỏi liên quan tới ổ khóa thông minh Smart Key mà khách hàng hay hỏi Nam, mà Nam muốn chia sẻ với anh chị trong cái video ngày hôm nay. Hy vọng rằng video này của Nam sẽ giúp ích được những anh chị nào đó đang gặp khó khăn trong cái vấn đề mà sử dụng ổ khóa thông minh Smart Key, hay là có những câu hỏi lăn tăn thắc mắc không biết hỏi ai. Còn những anh chị nào đã biết rồi thì thông cảm bỏ qua cho Nam nhé. Bên cạnh đó thì những anh chị nào có những câu hỏi khác liên quan tới ổ khóa thông minh Smart Key mà chưa được giải đáp thì hãy comment phía bên dưới chia sẻ với mọi người để chúng ta cùng nhau đưa ra hướng giải quyết tốt nhất nha, để giúp cho chúng ta sử dụng xe một cách thành thạo nhất. Tại vì Nam chỉ chia sẻ những cái gì mà Nam biết thôi, mà bên cạnh đó thì Nam cũng cần phải học hỏi thêm rất là nhiều. Biết đâu anh chị có những cái ý kiến hay hơn Nam, chia sẻ để Nam học lại rồi chia sẻ lại với những anh chị khác. Rồi bây giờ thì Nam xin phép kết thúc video tại đây ha. Cảm ơn tất cả các anh chị đã dành chút thời gian quý báu của mình để theo dõi video của Nam. Nếu như anh chị cảm thấy video của Nam hữu ích thì nhớ đăng ký kênh để cập nhật thêm những thông tin mới nhất về những dòng xe mới nè, về giá xe, về chương trình trả góp vân vân. Cảm ơn tất cả các anh chị đã theo dõi video của Nam. Hẹn gặp lại các anh chị vào những video tiếp theo nhé.